Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người, em Toàn xin được phép gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người nhé. Hôm nay em Toàn lại đang có một em bách hoa nâu men sành của Satsuma đây mọi người ơi. Một em này dáng quá là đẹp luôn các bạn. Đấy, đây mời các bác xem, toàn bộ là vẽ vàng nhá. Đây những cái bông hoa này vẽ rất là đẹp luôn, rất là kỳ công mọi người. Đấy, cũng như bao nhiêu trước bách hoa nâu của em Toàn thì là trước này thì em cũng không phải giải thích làm gì nhiều cả. Họa tiết thì nó cũng tương đối nó giống nhau thôi mọi người. Ở cái viền cổ này nó có một vành vàng, vẽ vàng xung quanh á. Bây giờ trước tiên là em sẽ đo chiều cao cho mọi người cùng xem chiều cao nó nhá. Chiều cao của em này là 63 nhá mọi người nhá. Đây mọi người này. Chiều cao 63. Vòng bụng của con này là 95 nhá mọi người nhá. Vòng bụng 95 này mọi người này. Đấy, vòng bụng 95. Miệng của nó 21 nhá mọi người nhá. Đây các bạn. Đấy. Miệng 21. Hàng rất là đẹp luôn. Họa tiết những cái chỗ này là vẽ vàng này mọi người này. Đấy, những chỗ này vẽ vàng này. Đây, những cái chỗ này là vẽ vàng chấm bi nổi khối lên nhá mọi người nhá. Hàng quá là đẹp luôn. Dáng quá yêu thương luôn các bạn. Đây, em cho các bác xem triện nó lên này. Đây, các bác thấy chưa, triện nó đẹp chưa? Đấy, men dạng quá là đẹp luôn. Triện cái chôn của nó rất là đẹp luôn các bác, men dạng. Cái trước này tuổi thì em nghĩ là khá là ưng ý rồi mọi người. Đây mọi người xem này, men dạng này, cái men nó dạng rất là đẹp luôn này. Đấy, những cái nốt dạng thời gian của nó đây này các bác, đẹp phê, quá phê luôn. Đấy, đây các bác thấy chưa, hàng quá là vip luôn. Đây em đo lại cái kích thước cho các bác nhé. Đây, nó là 21 này mọi người. Đấy, 21, quá là vip luôn. Đây, và ấy cổ này, nó vẽ vàng xung quanh này. Hàng quá là đẹp luôn. Đấy, em xin phép là em quay một lượt nữa để cho các bác xem nhá. Các bác nào ưng ý trước này thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Đấy, các bác thấy chưa, hàng đẹp chưa? Đây có hai cái bức tranh chính này rất là đẹp luôn, những cái chỗ này chấm bi nổi khối hết lên nhé mọi người nhé. Thôi em Toàn xin phép và kết thúc video đây đây mọi người. Mọi người nếu mà ai ưng ý trước bình này thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người.